Xin mến chào tất cả quý bạn khán giả của kênh Bí Mật Chỉ Tay, nơi chia sẻ những kiến thức về tương tay và tử vi miễn phí. Thì sau một thời gian nghỉ ngơi để đón Tết, thì cũng gần một tháng, hiện nay tôi quay lại với cái tiểu mục đó là trả lời thư cho khán giả của kênh Bí Mật Chỉ Tay. Và lời đầu tiên cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý bạn khán giả của kênh có một năm mới được nhiều sức khỏe và gặt hái được cái nhiều thành công với những cái dự định của mình trong năm Quý Mão này. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý bạn thì trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành và ủng hộ cho kênh. Và để đáp lại cái tâm lòng của các bạn, sự tin yêu của các bạn, thì tôi để đáp lại cái tâm lòng tin yêu của các bạn, thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho một ngẫu nhiên một câu hỏi. Thì đây là một cái câu hỏi đến từ một bạn nữ sinh năm 1986, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Thì bạn nữ này có yêu cầu kênh là giấu cái thông tin, không cung cấp thông tin trên online. Thì đây là kênh cũng tôn trọng cái vấn đề cá nhân của các bạn ha. Thì các bạn nào có nhu cầu như vậy thì cứ nói rõ. Thì bạn gửi thư về cho kênh và có ba câu hỏi nhờ kênh trả lời giúp. Đó là một, đó là cái về cái chuyện hôn nhân của bạn. Thì trong tương lai chuyện tình cảm như thế nào, tình duyên như thế nào. Thì bạn có chia sẻ đó là bạn đã từng bước qua một cuộc hôn nhân rồi và hiện tại bạn đang có hai con. Thứ hai, bạn muốn hỏi về con cái. Câu hỏi thứ ba đó là về sự nghiệp, thì bạn muốn biết về công việc phù hợp và cái phương hướng phát triển và có cái điểm gì cần chú ý trong công việc. Và hiện công việc của bạn ấy thì là rất là nhiều cái phức tạp, bạn muốn hỏi là có chuyển đổi công việc trong tương lai được không, mong được hữu duyên nhờ thầy xem giúp. Thì đó là cái câu hỏi đến từ bạn tuổi Bính Dần. Thì trước khi mà đi vào cái phần luận đoán về tướng tay cho bạn kết hợp với lá số tử vi, thì tôi sẽ nói qua về cái bát tự của bạn trước. Trước hết, bạn sinh vào năm 86, tuổi Bính Dần, mệnh Lô Trung Hỏa. Đấy. Bạn được một cái điều thuận lợi đó là gì? Đó là cung mệnh của bạn cứ vào cung Tỵ, ở đây mệnh Hỏa cứ vào cung Hỏa là rất là thuận. Đấy. Cái thứ hai đó là cung An Thân của bạn cứ vào cung Mộc tại cung Mão. Đấy. Như vậy cũng là một điều thuận. Mão thuộc Mộc, Mộc sinh cho Hỏa. Đấy. Thì như vậy mình có hai được cái hai cái điều lời rồi. Đấy. Bởi vậy mà sức khỏe của bạn ấy thì từ lúc sinh ra đến nay là sức khỏe rất là dồi dào. Đấy. Sức khỏe rất tốt đó. Và nhìn qua cái tướng tay của bạn, xét về cái cốt tay rất vững. Đấy, cung Cấn gọi là gò kim tinh và gò phúc đức của mình cũng khá tốt. Đấy. Tuy nhiên đối với cái tuổi Bính Dần ấy, như tôi nói trong những cái video trước đây, đối với nữ mà sinh vào những cái năm dương là năm Dần, năm Thìn, năm Ngọ, năm Thân, năm Tuất, năm Tý, để đặc biệt ba cái tuổi đó là Dần, Thìn và Ngọ. Đấy. Thì cái vấn đề về hôn nhân của mình nó sẽ dễ gặp những cái trắc trở trong hôn nhân. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính cương cường của mình quá lớn. Đấy. Mình được là hàng âm, bây giờ mình đứng vào hàng dương thì tất nhiên là nó trái với thuần, nó trái lý âm dương. Đấy. Bởi vì nếu bạn nào mà sinh vào tuổi dương thì tốt nhất các bạn nên kết hôn trễ, hoặc là kết hôn với cái người mà lớn tuổi hơn mình. Đấy, ít nhất cũng phải từ 4 5 tuổi trở lên. Có người ta kêu là cách cách nhau một cái gọi là cái gần giống như một nửa thế hệ đấy, ha. Đấy, bởi vì lúc mà người đàn ông người ta lớn tuổi hơn mình rồi thì cái sự chín chắn của người ta, sự nhường nhịn của người ta nó sẽ có được cái thiên hướng là nhiều hơn. Đấy, còn nếu mà cùng tuổi hoặc là lớn hơn đôi ba tuổi ấy, thì thường hay sốc nổi. Đấy. Rất là khó để bền lâu. Đấy. Thì đó là một cái mà các bạn khán giả của kênh, nếu mà
bà nào mà nằm trong những cái tuổi dương đó ha, thì cũng nên để ý. Đôi lúc là cái nhân duyên của mình nó tới, nó tới nhân duyên là sao? Có nghĩa là cái tình cảm của mình nó đến cái thời kỳ là đơm bông kết trái rồi. Đấy, nhưng mà ngặt nỗi là mình còn trẻ quá. Mấy cô 25, 26, dưới 30 thì cũng phải nên phải nán lại để thử thách. Đấy, thử thách thời gian, thử thách cái độ bền vững của mình ha, của cái ý chí của người bạn đời của mình ấy. Đấy, thì tốt hơn. Đấy, thì đối với xét về cái tứ hình của đôi bàn tay, thì khi bạn gửi về cho cân thì bạn có xác định nó là cái bàn tay trái của bạn nó nằm ở phía dưới, khi lòng hai bàn tay lại với nhau, thì như vậy tôi sẽ lấy cái bàn tay trái này để làm cái bàn tay hậu thiên. Đấy, còn cái bàn tay phải bên này là bàn tay tiên thiên. Thì trong quá trình mà luận đoán thì tôi luôn kết hợp giữa hai bàn tay, giữa trái và phải. Đấy, để luận đoán cho các bạn. Có một điều trong cái tướng tay này, đó là gì? Đó là về cái yếu tố tiên hậu trên bàn tay có cái sự thể hiện tương đối là rõ ràng. Đấy, bàn tay tiên thiên của bạn, đấy, bàn tay tiên thiên của bạn các cái đường chỉ khá rõ ràng, khá rõ ràng. Mặc dù điểm chung trên cả hai bàn tay là có quá nhiều đường. Đấy, các bạn thấy nếu mà có quá nhiều đường như thế này ấy, những cái đường mà gọi là tạo ra những cái ô quả trắng, những cái điểm giao nhau, điểm cắt li ti như thế này, nó tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho mình là cái người mà gọi là ham nghĩ, ham lo, ham lo ham nghĩ. Đấy, cái gì cũng cũng lo nghĩ cả. Và cái cuộc đời của mình ấy, thì ở cái tính cách của mình ấy, là cái người của mình là cái người sống nội tâm. Đấy, cái gì cũng thu vén vào trong lòng để suy nghĩ, và chính điều đó nó làm khổ cho mình. Thì khi mà tôi so với cái bát tự đấy, thì tôi thấy cái cung mệnh của bạn là có cái bồ sao cô thần quả tú. Đấy, mà lại ở đây lại có thêm là gì? Có thêm con sao lộc tồn. Lộc tồn là tốt, tuy nhiên lộc tồn ấy thì nó cũng là đối với nữ đấy, nó tốt về tài chính, nhưng mà về cái thân tâm của mình thì nó lại không tốt. Đặc biệt là nó đi theo với cái cô thần này. Đấy, đi theo với cô thần cô quả mà. Đấy, nữ và cô quả thì là không tốt. Không, có nghĩa rằng cái mà mình cần cần khắc phục, cần thay đổi, đó chính là mình phải nên mở rộng cái thế giới, mở rộng cái lòng của mình ra. Đấy, mở rộng cái thế giới quan của mình ra. Đấy, không nên cố chấp. À, mặc dù bạn là một cái người rất là thông minh, đấy, thông minh học hành đến nơi đến chốn, bởi vì trong tam hợp cung mệnh của bạn có được xương khúc hóa khoa, không? Đấy, cái bộ văn tinh nó chiếu về cung mệnh của mình thì điều đó là rất là tốt. Đấy, và cái người nữ mà có lộc tồn thì cũng là cái người mà đoan chính, cái sự đoan chính mà lại đi theo với thiên hình cô quả nữa, thì cái lúc mình nói là nó giống như là mình cái cánh cửa của mình ấy, cái cánh cửa của mình, cái lúc mình tự đặt ra những cái ngưỡng nào đó, những cái chuẩn mực nào đó mà mình không muốn ai vượt qua. Đấy, trong cuộc sống cũng vậy, mình đưa ra những cái nguyên tắc nào đó thì khi mà ai đó mà coi như là không có đạt được điều đó, những cái nguyên tắc của mình ấy, thì mình sẽ không hài lòng. Đấy, thì đây là một cái điểm điểm không không phải là hoàn toàn là tốt. Đấy, bởi vậy mà mình nên cởi mở ra. Tuy nhiên càng về sau thì bạn lại lại có được những cái cơ hội để thay đổi cái cách nhìn của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của mình lại cư vào cái thân cư phu, ở đây có một thiên không đi với đào hoa. Đấy, thân cư phu là nằm đối nghịch với tư thế của mình thành ra là người ta nói là con người mình nó giống như là có hai cái, nó có hai cái tính cách gì đó, có hai cái cuộc cuộc sống này, có hai đời sống này. Đời sống ở bên ngoài so với đời sống trong tâm hồn của mình ấy, thì khác nhau. Nhìn phía ngoài là như vậy, nhưng mà thực ra khi đến lúc về nhà của mình thì mình trở về với cái thế giới nội tâm cô đơn trong cái thế giới của mình. Đấy, thì điều đó là một cái điều mà
mình biết để mà điều tiết lại ha. Thế bây giờ xét về các cái đặc điểm chính trong bàn tay, thì trong cái tướng tay của bạn thì tôi thấy một cái điểm chung của hai bàn tay, đó là bàn tay của bạn cả về tay tiên thiên và hậu thiên đều có cái đường gọi là cái đường thiên mệnh. Đây, đường thiên mệnh ở bên tay tay phải cũng có đường thiên mệnh, đấy, khá rõ ràng. Đấy. Tuy nhiên ở cái khoảng tuổi là 30, 35 mà đến 49 khoảng này, thì tôi thấy ở đây đấy, tôi thấy ở đây nó có một cái điểm mà khá là rõ đây, thì tôi vẽ các bạn xem. Nó có hai nhánh, nó tạo thành một cái khoảng hở lớn mà trong cái tướng thuật người ta gọi là cái hình quả trám. Ở đây nó giống như một con mắt vậy, ha, con mắt. Đấy. Thì trong cái thời vần này, trong cái đài vần này ấy, trong đài vần 10 năm, không, 10 năm, từ năm 32 mà đến năm 41 tuổi của bạn, thì tôi thấy bạn cùng lúc bạn sẽ làm được hai việc. Đấy. Trong công việc của bạn, bạn có hỏi là bạn có nói là có thay đổi được không? Đấy. Thì tôi thấy là công việc của bạn có thể thay đổi. Và thời điểm để mà bạn thay đổi được đó là vào năm Thìn, có nghĩa là năm sau. Trong cái thời gian này thì tôi thấy bạn có cơ hội để một cái lần kích phát lên. Tuy nhiên điểm kích phát ở đây nó không được rõ ràng, và nó cũng không được là gì, không được mang chất đột biến. Nên tôi thấy là mình vừa vừa làm được cái việc thường ngày của mình từ trước đến nay, nhưng lại có thêm một cái công việc mới nữa. Nên tôi nói là cái sự kích phát ở đây nó không có rõ ràng là vậy. Đấy. Và trong cái việc này tôi thấy là đó là cái thời cơ của bạn rất là tốt ha. Thời cơ rất tốt. Đây là cái thời điểm thiên thời của cuộc đời mình. Đấy. Mình cứ vào mình là cái người mình hỏa. Cái vần của mình đi tới đất mộc lại là cái vần thái tuế. Đấy, vần thái tuế. Trong cái tam hợp thái tuế này là tôi có thấy là đó là có hóa lộc, hóa quyền. Đó, lại có thêm là gì? Có thêm âm dương chiếu nữa. Đấy. Thì điều này đối với mình là rất tốt. Đấy. Tuy nhiên trong cái tốt này tôi vẫn thấy nó có nhiều điểm cản trở, bởi vì vần này của bạn hồi tụ khá nhiều sát tinh, kình đà không tiếp linh hỏa ở đây. Và vốn gì cuộc đời của mình ấy, thì bạn cứ để ý ha, bạn để ý lúc nào nó cũng là nó có những cái mối, coi như là cái mối, người ta kêu là cái mối rình rập xung quanh cuộc đời mình lúc nào cũng có. Đấy. Thì nó chờ khi là gì? Chờ khi thời vận của mình đi xuống một cái là nó sẽ xông vào. Đấy. Bởi vậy mà bạn cần phải đề phòng những cái bước đi của mình đó, nên phải chắc chắn. Đấy. Bạn hỏi về công việc của mình như thế nào để cho thuận, thì tôi quan sát thấy cái vấn đề về tiên thiên của bạn, trên bàn tay tiên thiên của bạn tôi thấy rằng ở đây có hai nhánh ở trên đường trí đạo của mình. Cái nhánh này đặc biệt là nhánh nằm ở phía trên, nằm ở phía trên. Các bạn chú ý ha, cái đường trí đạo của mình có hai nhánh, nhưng mà nhánh nó đi xuống phía dưới thế này thì nó khác, mà nhánh nó đi là vào phía trên thì nó khác. Thì đối với những cái người mà có cái đường trí đạo mà cái có cái nhánh nó đi lên là cái người có một cái nghị lực rất lớn và có sự quyết tâm, và sự quyết tâm đó thực hiện thành công. Đấy. Mà đặc biệt là nó liên quan đến vấn đề thương trường. Đấy. Bạn có chia sẻ là bạn đang làm trong công việc hành chính. Đấy. Và công việc hành chính này là nó có nhiều cái, tôi thấy nó có nhiều cái sự cạnh tranh, nên tôi mới nói là trong cuộc đời của bạn luôn luôn có một cái sự coi như là rình rập là vậy đó, luôn luôn có. Đấy. Bởi vì vốn gì cung mệnh của mình giáp không khí. Đấy. Mà cái người của mình cung mệnh có thiên hình. Đấy. Rất may mắn có được bổ phá khoa và lộc tồn. Đấy. Nó sẽ hóa giải đi. Đó. Sẽ hóa giải đi
những cái nguy cơ trong cuộc đời của mình, mặc dầu nó vẫn cứ đến, nhưng mà rất may là có sự cái sự gọi là nhạy cảm là một, cái sự gọi là biết tính toán của mình, lường trước tính sau của mình là hai, đấy, nên nó có thể dễ dàng để vượt qua. Tuy nhiên vốn gì bản mệnh của mình đứng vào cái thế gì, bản mệnh của mình, tôi thấy tướng tay của bạn thì đứng vào cái thế là cái suy nghĩ, trong cái suy nghĩ của mình ấy, thì mình thường hay suy nghĩ theo cái gọi là người ta kêu là dị hòa vi quý ha, dị hòa vi quý, mình đứng cái thế thiếu không, là thế đi lùi. Nhưng mà khi mà ra hành động ấy, một khi bạn đã xác định cái việc nào đó rồi đấy và làm ấy, thì bạn làm một cái người rất là mạnh tiệp đấy, rất tốt. Nhưng mà cái tốt của mình, cái sự lên lời của mình ấy, đôi lúc là lên lời quá, lên lời quá, và cái sự thể hiện ra đấy thì là mình cũng không phải là cái người khéo để mà che giấu đấy, thành ra trong công việc của mình thường hay chuốc lấy những cái thị phi, những cái điều tiếng đấy, và chính những cái sự thị phi điều tiếng đó nó đem lại cho mình những cái trắc trở trong công việc đấy. Bởi vì trong cung ăn thân của mình nó có con sao Hóa Kỳ đi với đào hoa thiên không ở đây đấy. Bởi vì bà có nói là trong công việc cần phải có cái điểm gì cần chú ý đấy, thì ở đây tôi có một điểm để mà có lời khuyên chân thành cho bạn đấy. Trong tam hợp cung mệnh của mình đấy, còn là mệnh tài quan của mình ấy, thì cung quan của mình là con sao Thiên Tướng ở cung Dậu hạm địa đi với cái bộ văn tinh, văn khúc, văn xương cũng hạm địa ở đây đấy, đặc biệt có con sao Thiên Việt đấy. Thì nếu mà mình là cái người mà cứ là gì cứ lui một bước để tiến hai bước, thì không sớm thì muộn bạn sẽ có một cái vị trí nhất định trong công việc, có thể là đứng lên vị trí một cái trưởng của một cái bộ phận, một phòng ban nào đó ha, trưởng một bộ phận phòng ban nào đó, và trong vòng này rất có thể điều đó sẽ xảy ra đấy. Tuy nhiên phải nói rằng cái vị trí này đấy, cái vị trí này mình phải lấy một cái tư thế là gì, mình phải lấy một tư thế đó là phải luôn luôn có một cái người đàn ông, phải có một người đàn ông, phải có lòng, người ta kêu là phải có một cái điểm điểm tựa đấy, từ một người đàn ông trong công việc của mình. Cứ lấy họ làm gì, lấy họ làm cái giống là người người quân sư dẫn dẫn đường cho mình đấy ha, lắng nghe họ đấy. Tại vì sao mà tôi nói như vậy, bởi vì cung mệnh của mình hóa khoa mà nó gặp con sao Kỷ đấy, cung thân lại là vào thiên không hóa kỷ, thành ra nếu mà mình lấy cái chủ ý của mình làm đầu ấy thì mình khó thật đấy, nên mình phải có một cái người khác lấy cái, chẳng hạn như là mình muốn làm điều gì đó, có dự định gì đó thì phải có một người người khác lớn tuổi hơn mình, đàn ông lớn tuổi hơn mình, thì người ta sẽ là cái người vạch đường chỉ lối cho mình, thì lúc đó công việc của bạn mới dễ thành công, đặc biệt là trong vấn này. Có nghĩa là từ năm 32 mà cho tới 41, mà bây giờ bạn đã là 38 tuổi rồi, như vậy là còn có 3 năm nữa thôi ha, 3 năm nữa đấy. Thì trong 3 năm này bạn cố gắng ha, cố gắng bởi vì cơ hội trong 3 năm này sẽ tới đấy. Nếu mà muộn lắm thì nó rơi vào cái năm của bạn, đó là năm 43 tuổi của bạn, thì bạn sẽ được đạt được cái điều mà như tôi nói đấy. Còn công việc của bạn tốt nhất tốt nhất là vẫn vẫn giữ nguyên cái ngành dọc của mình đấy, cái ngành ngành dọc của mình ấy, thì là bạn đang làm cái ngành về bên lực lượng vũ trang ấy, thì nên nên vẫn cứ giữ theo cái ngành đó đấy, và bạn có một cái tay để làm thêm, để mở thêm một cái ngành khác. Như tôi nói đó là nếu trong công việc của bạn là làm cái việc gì đó mà theo tính chất là mình giữ cái chìa khóa cho người khác, giống như giữ ngân quỹ cho người khác ha. Hoặc là về kinh doanh cũng được, bạn là người rất là táo bạo ha, thì mình sẽ làm được, bởi vì vốn gì mình là có được con sao lộc tồn cư ở mình, lại đi với thiên thọ, có nghĩa cái lộc này là lộc mình hưởng được ha. Và một cái điểm nữa thì cái này là nói về cái sự may mắn thôi nha, chứ không phải là ai cũng sẽ có
Có điều này thì sẽ được ha, nhờ cái phúc phần hay không thôi. Đó là trên tay của bạn, bạn sẽ có cái cơ hội để cơ may để hưởng được cái lộc trời cho ha, lộc trời cho. Đấy, thì bạn lâu lâu mình đi đường mình gặp thấy ai người người lớn tuổi hoặc là trẻ em gì đó người ta bán vé số thì mình mua giúp người ta. Mua ở đây là mua mình giúp cho người những cái người người lớn tuổi ha, hoặc trẻ em, chứ không phải là mình mua để mà mong cầu được cái sự trúng số ha. Nhưng mà tay của bạn là có cơ duyên để hưởng được lộc trời. Đấy. Thì đó là cái vấn đề mà tôi nói về cái yếu tố về công việc. Đấy. Bây giờ để tôi trả lời cho câu hỏi của bạn về yếu tố về tình duyên. Đấy. Thì trong yếu tố tình duyên của bạn, khi tôi quan sát qua bàn tay thì phải nói rằng cái tướng tay tay này bạn là cái người lo nghĩ quá nhiều, lo nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, đắn đo cũng nhiều quá. Đấy. Và cái sự đắn đo đó thì lại là giấu cất trong lòng. Đấy. Thành ra trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng của mình trước đây thường hay là không có cái sự chia sẻ được. Đấy. Và chính cái sự không có cái sự chia sẻ này, đấy, thành ra là cái tính cách của hai vợ chồng càng ngày càng lệch pha nhau. Đấy. Mà do đó mà cái cuộc hôn nhân trước của bạn đã đổ vỡ. Đấy. Thì trong cái tướng tay của bạn thì tôi thấy thế này. Trong cái tướng tay này thì tôi thấy bạn hỏi là cái vấn đề tình duyên trong cái tương lai nó tốt hay không. Đấy. Thì phải nói rằng là trong cái lá số của bạn và trong tướng tay của bạn thì tôi thấy có sự tái hôn ha, tái hôn. Đấy, tái hôn. Có nghĩa là có người thì gảy gánh một lần nhưng mà người ta không có cơ duyên để người ta lập lại gia đình. Nhưng mà với bạn thì có ha, với bạn thì có. Và người đàn ông này là cái người lớn tuổi hơn bạn và rất có thể là cái người cùng làm trong cái ngành nghề với bạn. Đấy, người này cũng người này thì tướng thì cũng khá là cao ráo. Khá cao ráo, người hơi gầy. Cái mắt có một cái mắt hơi lồ một tí xíu ha, mắt hơi lồ một tí xíu. Thì nói về cái yếu tố về ngũ hành thì cái người sau này của bạn là ăn đời ở kiếp được. Đấy, hợp nhau. Tuy nhiên trước khi mà bạn tìm hiểu đấy, chưa về sống chung đấy, thì cái sự hòa hợp nó nhiều hơn. Nhưng mà khi về sống chung thì thường nảy sinh ra những yếu tố nó không có ngâm nghiêm trọng như là cuộc hôn nhân trước, nhưng nó vẫn cứ theo cái chiều hướng đó. Bởi vậy mà tôi có lời khuyên cho bạn đó là gì? Đó là mình cái bản tính của mình ấy là cái thường hay nghi ngờ, thường hay nghi kỵ. Đấy. Bởi vậy mà mình nên nên biết cách điều tiết lại cái điều đó ha. Đôi lúc mình nghĩ là những cái điều mình biết nhiều, mình có thể đoán được nhiều, hoặc là mình có thể được nắm được tâm ý nhiều, nhưng mà thực ra đó là những cái mà người ta kêu là người ta kêu là ông trời ông tạo ra, ông tạo ra để cho mình rơi vào những cái hoàn cảnh mà gọi là mình người ta kêu là mua dây buộc mình đấy. Ôm rơm nặng bụng không đấy, nên phải biết điều tiết đấy. Thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên là coi như hòa hợp đó. Và trong cái công phu này thì tôi thấy nó hiện rõ ràng là hai cái người đàn ông rồi ha, hai người đàn ông. Một người thì rất là một người thì mà bạn lấy trước đây đấy, thì người này cái tính cách của người này với bạn là hầu như là nó giống như là âm âm dương gì đó ha, không có hòa hợp. Nhưng mà người sau thì khá tốt ha, người này cũng là cái người rất là độ lượng ấy. Đấy, rất tốt. Tuy nhiên tôi thường hay dùng cái từ tuy nhiên. Bởi vì trong cái hòa thì có cái phúc, mà trong cái phúc thì ẩn tàng cái hòa. Đấy, nên tôi gọi là cái từ tuy nhiên ở đây. Bởi vì cái công phu của bạn trên lá số và trong cái công phu của bạn ở trên tướng tay của bạn nó nhì hợp, nó hợp với cung nô. Đấy. Mà trong cái cung nô của bạn, nô bọc của mình, đấy, cung nô nó nằm ở đâu? Các bạn quan sát trên tướng tay của mình thì cung nô thì nó nằm ở hai nơi. Đấy. Xem hai nơi để xét cung nô. Chồng của mình lúc chưa cưới cũng nằm trong cung nô. Đấy. Và khi mà mình cưới rồi thì mình ra ngoài, mà nếu mà người chồng
gặp đào hoa hoặc là mình gặp đào hoa thì xét về công thê thiếp đấy, cái công phu thê đấy, thì trong cái công phu thê của bà đấy thì tôi thấy nó luôn luôn nó có những cái yếu tố để mà để cho cái mối quan hệ của mình ấy, nó có một cái sự người ta kêu gọi là gì? Gọi là đào hoa đấy, đấy đào hoa nhiều cái nhân duyên đưa tới ha, đưa tới nó làm cho mình phải đôi lúc là mình không có nghĩ tới, nhưng mà cái người ta kêu là tình ngay lý gian đấy, người ta nhìn những cái hoàn cảnh nào đó người ta có thể là người ta suy diễn đấy, thì mình thường hay vướng vào, nên bạn cẩn thận đấy, cẩn thận giảm bớt những cái môi trường, những cái hoàn cảnh mà nó dễ sinh điều tiết cho cái người chồng của mình đấy, thì được làm được điều đó thì bạn sẽ tốt thôi ha. Tôi vậy cũng tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm được đấy, bởi vì trong cái cung lan thân của bạn này có được cái bộ quý tinh và được cái con sao thân long đi với hóa kỳ ở đây, thì nó sẽ người ta kêu là rửa sạch đi những cái điều nghi ngờ nghi kỳ từ người khác ha. Bây giờ tôi sẽ trả lời cho bạn đến cái câu hỏi thứ ba, đó là về cái phần con cái. Thì trong về yếu tố con cái, hiện tại bạn nói là bạn có 2 đứa con, thì xét về cái cung tự tức của bạn trên tướng tay thì tôi thấy cung tự tức ở đây cũng khá tốt, ngón tay út của bạn no đầy áp sát vào cái ngón ngón nhận như vậy là tốt, có nghĩa là con cái của mình sau này nó sẽ sinh sống gần bên mình thôi, thì nó không có đi xa hết, đặc biệt là đứa con đầu đấy, con đầu rất tốt. Đấy, đứa con đầu sau này nó sẽ rất là hợp với bạn. Mặc dù hiện tại thì nó là một cái đứa mà đôi lúc là mình coi như là dạy bảo thì cũng hơi khó khăn, nhưng mà đến sau này thì khi mà cháu nó lớn lên rồi á, lớn lên rồi thì nó sẽ là cái người mà có hiếu với ba mẹ rất là tốt, và sau này khi cũng là cái đứa mà nó sẽ có được cái người ta kêu là có được địa vị đấy ha, có điều địa vị chức quyền đó, trong trong xã hội. Bây giờ tôi sẽ nói thêm cho bạn một một yếu tố. Thì hiện tại thì tôi thấy trên tướng tay của bạn ấy về vấn đề sức khỏe, mặc dù bạn là cái người mà trong cái vận này thì yếu tố sức khỏe yếu tố mà lớn thì không có đâu, bởi vì hiện tại bạn đang bước vào cái cung dần, cung này là cung cung mộc, mộc nó nuôi cho nó sinh cho mình họa của mình đấy. Tuy nhiên ở đây là cái có cái có con sao tiểu hao nó đóng ở đây này, tiểu hao đóng ở đây, tiểu hao nó chủ về cái chủ về nó cũng chủ về thay đổi, tuy nhiên nó cũng chủ về cái tiêu hóa đấy, tiêu hóa. Và trên tướng tay của bạn tôi cũng có thấy nó ám lên một số sắc khí không được tốt ha. Có lẽ cái điều này nó liên quan đến yếu tố của bạn suy nghĩ quá nhiều đấy, nó ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của mình, đặc biệt là về cái bao tử của mình ha. Xem lại cẩn thận, ăn uống cho nó điều hòa đấy. Thì nếu mà bạn làm được điều đó thì tôi thấy trong cái vần này là cái vần khởi sự của bạn đấy ha, khởi sự của bạn, bạn sẽ được vừa được thiên thời vừa được địa lợi đó, và lại có được nhân hòa. Nhưng phải nhớ điều này, đó là về vấn đề tiền bạc, nếu mà cho vay cho ai vay mượn đấy thì dễ, cho vay mà lấy lại rất là khó ha, mà nếu mà lấy lại không được rồi rồi lại mất thêm cả cái tình cảm được đấy, đó là điều cuối cùng thì tôi nhắc nhở bạn trong cái bài trả lời đầu năm trong cái hôm nay. Và bây giờ tôi cũng xin kết thúc lại cái phần lần đoán về tướng tay kết hợp với lá số tử vi cho bạn nữ tuổi Bính Dần đến từ Hà Nội, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý bạn khán giả của kênh Bí Mật Chỉ Tay đã lắng nghe, và cũng một lần nữa chúc các bạn có được nhiều may mắn, nhiều thành công, nhiều bông hoa tươi sáng trong năm 2023 nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.